Sắp YouTube xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với Blockchain Gamer. Các bạn thân mến, hôm nay đã là ngày 19 tháng 9 năm 2024 và cái nhiệm vụ, cái sự kiện Bunny Bazaar Position Decision đã kết thúc. Và hôm nay thì nhà phát hành game Pixel đã trả thưởng cho chúng ta. Mình mới vào game và mình thấy đó chính là có một cái mail ở đây và mình nhấp vào. Thì đây, chúc mừng bạn đã ở trong top player ở trong cái Bazaar Blitz. Và giải thưởng của chúng ta đó chính là 48 pixel. Yeah, như vậy là mình đã lời được 8 pixel so với cái số lượng là 40 pixel đã bỏ ra nha các bạn nha. Nhưng mà một số tiền cũng khá lớn thì bây giờ mình sẽ thử đi thu thập tất cả các giải thưởng trong cái sự kiện này để xem là mình đã lời hay là lỗ được bao nhiêu nha các bạn nha. Thì ngoài cái phần thưởng là 48 pixel, mình còn được thêm là một cái VIP 3 ngày nữa nha các bạn nha. Để xem cái VIP 3 ngày này là sẽ bán được bao nhiêu. Đây, bây giờ mình sẽ collect cái pixel này này. Yeah, 48 pixel. Rất là thơm ngon nha các bạn nha. Rồi, và mình được một cái VIP 3 ngày nữa. Yeah, và bây giờ thì mình sẽ đi lên chợ để kiểm tra xem cái VIP 3 ngày này sẽ được bao nhiêu tiền các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ đến cái mục sell. Và chúng ta sẽ create. À, cái VIP này hình như chưa bán được nha các bạn. Mình nhớ là có bán được đấy, nhưng mà thôi, hiện tại thì mình cứ để ở đây đã. Chắc chắn là sắp tới thì sẽ bán được thôi. Ngày xưa mình cũng đã từng bán một cái VIP 3 ngày này rồi. Và bây giờ thì tiếp theo đó chính là chúng ta còn 3 con sò vàng này nữa. Thì mình sẽ đi quay thử để xem thử là mình sẽ nhận được những cái giải thưởng gì nha các bạn nha. Đây, thì để quay sò vàng thì chúng ta sẽ đi xuống cái hầm ở đây này. Đây, các bạn đi xuống dưới đây nha. Ở trong cái nhà Bunny Bazaar ấy. Đấy, là các bạn sẽ đi vào đây và các bạn đi xuống hầm. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống đây để xem chúng ta sẽ được cái gì. Bạn nào mà cũng đã tham gia cái sự kiện thì chúng ta có thể là vào để chúng ta chơi liền luôn nha các bạn nhé. Chúng ta nhận giải thưởng xem sẽ được cái gì. Chúng ta nói chuyện với Bunny này. Rồi, và ông ta cảm ơn chúng ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái cánh cửa này để dẫn tới một cái nơi nào đó khá là bí ẩn nha các bạn. Rồi, ở đây đang rất là đông người. Mọi người cũng đang trả thưởng. Và mình sẽ lấy con sò vàng lên. Mình được 3 con sò vàng nha các bạn nha. Nhiều bạn được nhiều hơn. Ok. It's a mini store ban này. Ok, một cái cũng không có xịn lắm. Để mình claim về xem nó là cái gì. Một cái chuồng gà. Để tí nữa mình sẽ kiểm tra xem nó là cái gì nha các bạn nha. Tiếp theo, it's a paintball là cái gì ta? Một bức tranh. Những cái này chắc không bán nữa rồi các bạn ạ. Toàn là đồ vô tri thôi. Và một cái cuối cùng, chúng ta hãy chờ xem. Wallpaper. Thôi hết rồi các bạn ạ, không được cái gì ra hồn cả. Ok, thôi mình được một cái tranh của ông Bunny này, không biết treo ở nhà treo làm cái gì. Và mình được một cái ban này. Rồi mình sẽ thử đi lên chợ mình xem thử là những cái này có giá trị không nha các bạn nha. Cái VIP thì cũng được ấy, VIP 3 ngày đâu đó bán cũng được tiền đấy nha các bạn. Hồi lâu mình đã từng bán thử rồi, có được tiền. Chúc các bạn là sẽ roll ra được những cái phần thưởng giá trị nha. Ví dụ như là NFT Land hoặc là Pet chẳng hạn. Còn mình roll thế này. Thôi thu lại đủ pixel là cũng được rồi. Tốn hơi nhiều tiền tí. Chắc tốn tầm nửa triệu coin nha các bạn nhé. Yeah, bạn nào mà đã lỡ cài rồi thì hơi mệt tí. 96.000 96.000 đã rất là nhiều người bán ở đây. Mình bán luôn đi. Cái này 44.000 bán luôn. Và một cái nữa là cái ban này này. Ồ, được đấy các bạn ạ. 619.000. Yeah. Khá ổn đấy chứ nhỉ. 619.000 mình bán là 615.000 thôi. Nếu mà bán được thì tính ra là cũng lời đấy nha các bạn nhá. Không có lỗ đâu. Nếu mà bán được thì cũng khá là lời đấy. Nhưng mà không biết là sẽ có bán được không. Đây thì mình sẽ bỏ những cái đồ hôm bữa mà dư vào đây. Mình thấy nhiều người cũng lấy xong đồ rồi cũng đi lên bán này các bạn kìa.
A few moments later. Hello các bạn ơi, vậy là cuối cùng mình cũng đã bán xong 3 cái phần quà mà mình được tặng nha các bạn nha. Ở đây mình có được 62.000, 37.000 là đâu đó cho nó được 100.000 đi. Với lại 600.000 nữa là 700.000 coin nha các bạn nha. 700.000 coin. Khá là ngon, 708.000 coin. Ok, vậy là tổng giải thưởng mình nhận được là 708.000 coin, một cái VIP 3 ngày đây. Cái VIP 3 ngày thì chắc là không bán được rồi. Đó, và thêm một cái nữa, đó chính là 48 cái đồng pixel. Nói chung là cũng tạm ổn. Tiền thì có thể là huề vốn nha các bạn nha. 700.000 thì chắc là huề vốn, có thể là lời được một xíu. Coin thì lời được 8 đồng pixel, nói chung là cũng được. Và được một cái VIP, nói chung là chơi cho vui thôi. Đấy, chứ còn để mà nói lời thì chắc là cũng có bạn lời đấy. Còn các bạn mở được cái gì, các bạn hãy comment cho mình và tất cả các bạn khác được biết nha các bạn nha. Và mình cũng xin giới thiệu luôn, đó chính là trong cái giai đoạn thị trường ảm đạm như thế này thì chúng ta nên làm các kèo Aerob nha các bạn nha. Và để tham gia vào những cái kèo Aerob này, để cập nhật những cái kèo Aerob mới nhất và ngon nhất ở trên thị trường lúc này thì các bạn có thể vào trong cái group là Aerob Blockchain Gamer. Ở trên đây thì các admin luôn luôn cập nhật những cái kèo Aerob mới nhất, uy tín nhất và xịn nhất để gửi tới tất cả các bạn. Đã rất là nhiều kèo trúng khi mà chúng mình share lên đây từ rất là sớm. Ví dụ như là kèo Dog, kèo Hamster Combat, kèo Kati, chuẩn bị thêm nữa đó chính là Grass, đó vân vân và vân vân. Thì các bạn có thể tham gia vào group này theo cái đường link mà mình để ở phía dưới phần mô tả cũng như là phía dưới phần bình luận các bạn nhé. Ok, và vừa rồi là video mình đã thống kê lại là xem là thử có lời không khi mà tham gia cái sự kiện là Bunny Bazaar Position Decision. Và kết quả là mình đã thu được khoảng 700.000 coin, 48 pixel và một cái thẻ VIP này, cũng tương đối là ổn nha các bạn nha, chơi vui thôi. Còn lời thì chắc là cũng không lời lắm đâu. Còn từng này thì bây giờ nếu mà mình đi đổi ra coin thì có thể là cũng khá là ổn đấy. Đấy, thì nói chung là mình nghĩ là lời nha các bạn nha. Mình xin lỗi các bạn, mình phải đính chính lại là lời. Tại vì mình vừa nhận được thưởng rồi, bây giờ mình vẫn có lại coin này các bạn này. Coin vẫn hoàn lại cho chúng ta và bây giờ chúng ta vẫn có thể đi roll nha các bạn nhé. Những cái ngày vừa rồi thì mình làm ra thì có thể nó cũng chỉ được như thế này thôi. Đó, thế nên là mình nghĩ là vẫn có lời. Còn các bạn như thế nào các bạn có thể comment ở phía dưới phần mô tả. Nếu thấy video này hay, hãy dành cho mình một like, một subscribe để ủng hộ cho Blockchain Gamer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye.